Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư trở lại với kênh Ngân Trần Stock. Hôm nay thị trường tiếp tục có một cái phiên tăng điểm nhưng mà không phải nhà đầu tư nào cũng vui, thậm chí là xuất hiện một cái nỗi e ngại khi thị trường một lần nữa vượt 1300 thất bại. Thì với vận động này, cái xu hướng được kỳ vọng tiếp theo là gì và liệu có còn cơ hội đầu tư nào không? Thì trong video này, em sẽ cùng với mọi người đi qua phân tích đánh giá những thông tin, những lưu ý quan trọng để từ đó hình dung được cái xu hướng và có được một cái chiến lược lựa chọn cổ phiếu, một kế hoạch mua bán sao cho một đích cuối cùng vẫn là tối ưu được lợi nhuận cũng như giảm bớt rủi ro nha. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với kênh của em thì mọi người hãy dành ra vài giây nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo sớm nhất khi mà em ra video hoặc là có những cái buổi live stream phân tích thị trường. Và anh chị thấy video hữu ích đừng quên nhấn tặng cho em một cái nút like ở đây nè có bất kỳ câu hỏi thắc mắc gì về cổ phiếu về thị trường hoặc là góp ý về kênh thì mọi người hãy comment bên dưới bên cạnh cái việc được hỗ trợ giải đáp thì theo thuật toán của youtube những video có nhiều like có nhiều comment sẽ được đề xuất tốt hơn à, nên nếu như mọi người yêu quý thì có thể ủng hộ em bằng cách là nhấn like đăng ký kênh và để làm cái comment trong phần mô tả video sẽ có thông tin là số điện thoại của em mọi người cần hỗ trợ mở tài khoản VBET hoặc đã có tài khoản rồi muốn chuyển ID về em tư vấn để nhận được những điểm mua điểm bán chi tiết nhất thì hãy liên hệ với em qua thông tin này ha hoặc có thể tham gia trước vào cộng đồng này. Đây là nhóm tư vấn miễn phí nên em chia sẻ những thông tin đánh giá về thị trường, hỗ trợ giải đáp các câu hỏi trong phiên để mọi người có thể đưa ra đủ quyết định kịp thời hơn. Và nếu như có cổ phiếu tiềm năng thì em cũng sẽ chia sẻ lên đây để mọi người tìm kiếm cơ hội. Cách thức tham gia rất đơn giản, chỉ cần nhấn vào cái đường link ở đây là được nha mọi người. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại thị trường phiên ngày hôm nay một tí nè, à, xem thử là có cái gì nổi bật hay không thì viên đắc ngày hôm nay đầu ngày vẫn tiếp nối được cái đà hưng phấn một phần là nhờ cái trạng thái tăng rất là tốt của khu vực châu á ngày hôm nay khi mà nhật hàng rồi trung quốc đều tăng rất là mạnh thì nó tạo hiệu ứng và có thời điểm chỉ số tiến sát về cái ngưỡng qua 1.300 luôn à, nhưng mà sau đó dần dần thì hơi hạ nhiệt về cuối ngày và đóng cửa thì chỉ còn tăng 4,01 điểm là khoảng 0,31% lên 1.291,49 và thanh khoản thì vẫn duy trì ở mức cao ở cái ngưỡng quanh quanh cái phiên ngày hôm qua và vẫn như những phiên gần đây, ngân hàng tiếp tục trở thành tâm điểm dòng tiền khi lần nữa có những cái cổ phiếu bứt phá lên. Đấy, đầu tiên thì có CTG, STB, ACB, rồi uh, ngày hôm qua thì mình có ai? Ngày hôm qua thì mình có cổ phiếu uh, MSB, thì ngày hôm nay tiếp tục có TB Bank này bằng ngày hôm nay nổi lên rồi vbbang rồi HD Bank. đấy lần lượt lung phiên nổi lên tạo cái hiệu ứng tích cực cho thị trường và kể về mặt điểm số luôn trong khi đó đa phần, đa phần những cái nhóm ngành khác á, thì phân hóa ngày hôm nay trừ ngân hàng ra thì toàn bộ đều rất là phân hóa điểm cộng á, là những cái mã cổ phiếu những cái nhóm ngành rung uh, lắc trong phiên ngày hôm nay thì volume nó khá là thấp so với trung bình thị trường đấy mặc dù là những nhóm khác nó có lực chốt, nó có lực bán nhưng mà thanh khoản nó không quá cao thì điều này cho thấy là dòng tiền nó vẫn mang tính luân chuyển. Nó chưa thực sự lan tỏa được nhưng mà nó cũng không có thoát ra khỏi thị trường mà nó luân chuyển nó tập trung vào nhóm ngân hàng để nó tiếp tục đẩy những cái mã cổ phiếu bứt phá lên những cái ngưỡng cao. À, mặc dù là tăng điểm nha, ngày hôm nay vẫn tăng 4 điểm nhưng mà nếu như nhìn vào cây nến á, thì rõ ràng cây nến ngày hôm nay nó không phải là một cây nến quá đẹp khi có trạng thái bị chốt ngược đây, ngày hôm nay mình chạm thì cái mốc cao nhất là đâu đó quanh 1298,71 và sau đó bị chốt ngược xuống. Nó khiến cho nhà tư e ngại tại vì không phải đây là lần đầu tiên mà trước đó chỉ số đã có nhiều lần tiến về lại qua 1.300 thất bại và sau đó chỉnh. Nè, chạm thất bại chỉnh nè, chạm thất bại chỉnh nè, đây chỉnh nè. Đó nên một lần nữa khi mà chạm bị chốt như vậy thì nó lại khiến cho nhà đầu tư rất là e ngại. Thực tế cái tâm lý e ngại này anh chị, cái tâm lý lo sợ này nó xuất phát từ cái sự kỳ vọng quá lớn Tại vì trong phiên chỉ số nó có những cái nỗ lực bứt phá, nó có những cái trạng thái phô mô Nó dẫn đến nhà tư họ có kỳ vọng lớn Và sau khi chỉ số nó không vượt được thì nó lại sinh ra một cái sự thất vọng và một cái sự lo sợ Chứ cái ngưỡng 1300 bản chất nó là một cái mốc kháng cự cả về mặt kỹ thuật lẫn về mặt tâm lý Nên việc gặp cản và chịu áp lực bán nó không có quá bất thường đâu mọi người nó không có bất ngờ hay bất thường chủ yếu là do mình đang kỳ vọng là phiên ngày hôm nay à, Vindac phải vượt nguyên ba phải bứt phá đặc biệt là nhóm ngân hàng xuất hiện những cái mã cổ phiếu tăng trần như là tb bank nè tb bank vừa khuyến nghị cho mọi người ngày hôm nay tăng trần luôn rất là tuyệt vời đúng không đó thì khi mà nó tăng lên như vậy thì nó tạo cho nhà đầu tư một cái kỳ vọng một cái sự hy vọng Mà sau khi hy vọng không đạt được thì lại sinh ra nỗi thất vọng nỗi e sợ đấy chứ một nghìn thì nó là cản rồi anh chị gặp bán là bình thường Tất nhiên như em nói cái cây nến ngày hôm nay không phải là cây nến đẹp Thậm chí là có thể xem như là một cây nến xấu luôn Khi mà volume ngày hôm nay nó bằng cái volume ngày hôm qua Nhưng mà chỉ số ngày hôm nay chỉ tăng được có hơn 4 điểm Nó cho thấy là cái kết quả tăng giá đang không tương xứng với cái nỗ lực tăng giá Hay nói cách khác là cái lượng cung mà nó tiết ra ở cái ngưỡng qua 1300 nó vẫn rất là lớn Để Nếu như nhìn thuần về cây nến thì ngày hôm nay rõ ràng là cái lực bán qua 1300 nó quá nhiều, nó khiến chỉ số bị chốt ngược và đóng cửa cái mốc không quá đẹp nhưng mà mình đi chi tiết hơn đi, mình đi bóc tách ra thì mọi người nhìn cho em nè. Thì ở top những cái mã cổ phiếu mà thanh khoản cao ngày hôm nay thì nó tập trung ở nhóm ngân hàng. Nhìn top đi, top 10 này. Ngân hàng không à, trừ VIP hòa Phát ra toàn bộ là ngân hàng và đa phần là những cái mã cổ phiếu tăng điểm. Chỉ có cổ phiếu uh, MBB đỏ nhẹ thôi. Còn lại là tăng điểm, thậm chí là tăng trần như TBBank. Bank là cái cổ phiếu mà có thanh khoản cao nhất phiên ngày hôm nay và nó tăng trần. Thì điều này điều này nói lên cái gì anh chị? Là cái lực cầu nó vẫn đang chiếm ưu thế hơn. Tại vì cái dòng tiền ngày hôm nay nó tập trung ở những cái con tăng, ở trong khi những cái con giảm thì thanh khoản nó không có lớn. Em ví dụ nha. Em ví dụ như hôm nay Hòa Phát là một cái mã cổ phiếu rung lắc điều chỉnh. Mọi người nhìn volume ngày hôm nay của Hòa Phát đi. Nó chỉ cao hơn trung bình một tí thôi, trong khi volume của thị trường ngày hôm nay thì cao gần hơn 2/3 trung bình. Nó rất là rõ ràng. Nó vẫn có lực bán nhưng mà những cái mã cổ phiếu bị bán thanh khoản thì thấp trong khi dòng tiền nó tập trung nó dồn vào những con tăng thì điều này cho thấy là cái phe cầu nó vẫn đang chiếm ưu thế hơn và khi mà ở quanh cảng mà phe cầu chiếm ưu thế hơn thì bản chất nó vẫn là một cái trạng thái tích cực anh chị chứ nếu như nha nếu như cái volume ngày hôm nay nó cao và nó tập trung ở những cái mã cổ phiếu giảm điểm những cái mã cổ phiếu bị bán rồi nó lấy ngân hàng ra nó đỡ điểm số thì tính chất nó sẽ khác đi thì khi đó nó sẽ có rủi ro phân phối nó dùng ngân hàng nó đỡ giá nó phân phối những dòng khác nhưng mà ngày hôm nay không phải vậy Ngày hôm nay tiền nó tập trung vào ngân hàng và nhóm tăng tốt nhất Trong khi những cái ngành khác thì nó sung lắc Có chăng chỉ là cái sự không lan tỏa được thôi Nó chưa lan tỏa được, nó vẫn luôn chuyển nó Chứ nó chưa khỏi là một cái trạng thái là tiền thoát ra khỏi thị trường theo ý nghĩa phân phối đó nên cây nến ngày hôm nay không đẹp nhưng em không có đánh giá là thị trường mình nó sẽ tiêu cực nó sẽ kém hay nó sẽ tạo đỉnh ở đây mà nó chỉ là một cái trạng thái hấp thụ bình thường ở quanh đỉnh chạm cản bị bán là điều phải chấp nhận thôi anh chị cái quan trọng á, là cái quá trình sau khi chạm cản chỉ số bị bán rồi nó hấp thụ như nào nó thử ở vùng cản này như thế nào á thì nó mới quan trọng chứ còn cái nhịp đầu tiên chạm về bị bán nó là điều rất là hay thấy tầm 80% phần trăm là bị bán anh chị đó nên quan trọng là giai đoạn phía sau nè để sau phiên ngày hôm nay nó đi như thế nào thì nó mới quan trọng để xem thử là có dấu hiệu phân phối tạo đỉnh gì hay không à, và nhớ cho em á ngày hôm qua em có trao đổi với mọi người một cái vấn đề á là cái gáp tăng ngày hôm qua nó là một cái gáp có sự thay đổi về tâm lý và cái tính chất dòng tiền nên gáp này cần được duy trì gáp này không nên bị lấp lại còn cái gáp tăng mở ra sáng ngày hôm nay á, thì nó rất dễ bị lấp lại nha. Thậm chí có thể ngày mai nó lấp lại luôn là bình thường. Tại vì nó mở ra quanh cảng này và ngày hôm nay nó đóng nến dưới 1 phần 2 thân nến tức là cái lực cầu nó chưa thực sự đủ mạnh mẽ để vượt lên nên cái gáp này hoàn toàn có thể bị lấp lại nhưng cái gáp ngày hôm qua thì cần phải giữ được đây trong bản tin thị trường em có nói cho mọi người rất là rõ mọi người tham gia vào nhóm cộng đồng thì hầu như là sẽ được hỗ trợ rất là chi tiết trong phiên à, đặc biệt ví dụ như mọi người trong phiên không biết mua như thế nào đấy để em có trao đổi nè Đây, cái gap tăng sáng ngày hôm nay Tức là cái nhận định ngày hôm, hôm qua gửi đó Nó sẽ có ý nghĩa quan trọng Vì thì cái sự thay đổi về tâm lý và tính chất dòng tiền Thì gap này nên được duy trì Khác với các cái gap mở ra trong vùng sideways sẽ có xu hướng lấp lại Thì gap này nên được duy trì Đó, thì gap ngày hôm qua vẫn sẽ là một cái chốt trong ngắn hạn còn gác ngày hôm nay mở ra đâu đó là qua 1287 thì nó bị lấp lại là bình thường nha anh chị. Như em nói có thể ngày mai nó rung lắc nó lấp lại luôn. thì vì ngày hôm nay là một trạng thái bị chốt ngược mà. Nó có thể lấn xuống tiếp ở phiên ngày mai. Còn đâu đó là khoảng 3 4 điểm gì đó là lấp rồi nên cũng không có đáng kể ở đâu mọi người. nên mọi người đừng có lo lắng quá về cái việc là gác hôm nay bị lấp lại nha. Tại vì gác ngày hôm nay nó không phải là một cái gác quá quan trọng đâu anh chị. À, và thường nha. Khi cổ phiếu hay thị trường nó gặp cản. Mọi người hình dung nè, đây là cái cản đúng không? Đây là cái vùng cản thì khi mà cổ phiếu nó gặp cản á hoặc là thị trường nó gặp cản á nếu như xung lực của nó rất mạnh á thì thường nó sẽ có cái trạng thái này nó break lên sau đó nó reset lại với volume thấp và đi lên tiếp đây là trong cái trạng thái mà cái xung lực ở nhịp đó rất là mạnh thì nó có thể là trong một nhịp nó tăng nó vượt lên luôn rồi sau khi nó vượt lên thì nó quay về nó reset với thanh khoản thấp nhớ cho em reset luôn luôn phải là thanh khoản thấp thì quá trình cân bằng sau đó mới ổn ấy thì nếu nó reset thanh khoản thấp thì nó có thể lên luôn đây là trạng thái rất là mạnh còn cái trạng thái hay thấy hơn là gì là, là, gì anh chị? Là mình sẽ chạm cản. Sau đó mình chững lại một nhịp. Đây cái này là mình hay thấy hơn nè. Các cổ phiếu chạm cản sau đó nó bị chững lại. Đây nó bị chững lại, nó lình xình, nó hấp thụ. Rồi sau đó nó có cái phim xác nhận vượt lên. Đây là trạng thái mà mình thường thấy kể cả ở cổ phiếu và thị trường luôn. Thì đối với trạng thái, trạng thái này chỉ cần nhớ cho em á. Trong cái vùng rằng co này không xuất hiện cái dao động bán lớn là được thì nó có lình sình, nó có rằng co thì cũng không có xấu đâu vì chạm cản cung đang chiếm ưu thế mà nên nó chững lại và nếu như cầu chủ động hấp thụ được ở ngưỡng này thì đến phiên xác nhận nó sẽ vượt lên thì có thể nhịp này thị trường đi theo hướng này tức là nó chững lại một nhịp ngắn để nó hấp thụ do đó do đó ví dụ như là một hai phiên tới chỉ số nó lưỡng lự quanh đây nó lưỡng lự quanh đây thì mọi người không có gì gọi là uh, tiêu cực nha đừng thấy nó không vượt được là bắt đầu tâm lý sẽ tiêu cực cái sự tiêu cực đó nó xuất hiện là do mình đang có một kỳ vọng quá lớn. còn nếu như mình hiểu rõ về bản chất cung cầu thì mình sẽ thấy nó rất bình thường thôi. vì bây giờ dòng tiền nó cũng chưa lan tỏa được mà, nó cũng đâu phải những cái phiên như bùng nổ theo đà đâu, mà nó là một cái trạng thái phân hóa cực độ và tập trung nhiều ở nhóm ngân hàng. À, rồi thì ở vùng giằng co này nhớ cho em, cái gác này cần phải được giữ. có thể nó giằng co nhưng mà nó giữ được trên 1275 đến 1280 thì cái kỳ vọng vượt đỉnh ở giai đoạn này nó vẫn sẽ được duy trì tại vì mọi người có nhớ không so với những nhịp trước đó thì giai đoạn hiện tại mình đang có một cái kỳ vọng lớn hơn vào việc chỉ số nó sẽ vượt đỉnh được vì sao tại vì bối cảnh về vĩ mô thì thuận lợi nè phép giảm đã xuất nè trong nước thì không gặp áp lực quá nhiều về mặt tỷ giá rồi những cái nhóm lớn như là ngân hàng thì nó đã có được cái sự đồng thuận và nó sẽ up được cái mẫu hình tăng giá tại vì ngân hàng xuyên suốt giai đoạn vừa rồi em vẫn nhấn mạnh với mọi người đây là cái nhóm mà có khả năng nhất trở thành nhóm dẫn dắt thì hiện tại form ngân hàng nó quá mạnh không cần phải nói nhiều nữa phong ngân hàng nó quá mạnh rồi vĩ mô thuận lợi thì bây giờ không vượt thì khi nào vượt đúng không bây giờ không vượt thì khi nào vượt đó nên đây là cái giai đoạn mà mình rất kỳ vọng chỉ số nó sẽ vượt nhưng mình phải hiểu được cái quá trình nó vượt thì nó cũng sẽ không đơn giản kỳ vọng nhưng mà không phải là gọi là à, bắt buộc nó phải vượt bắt buộc nó phải vượt thì nó không vượt được là bắt đầu sẽ tiêu cực như phiên ngày hôm nay bắt đầu là hết tiêu cực rồi đấy đó, nhìn, nhớ cho em ha có thể là gáp ngày hôm nay sẽ bị test lại thậm chí nó sẽ rằng co vài phiên quanh đây nhưng chỉ cần cái gác này vẫn giữ được thì kỳ vọng cho thị trường vượt đỉnh ở giai đoạn này nó sẽ chưa có thay đổi nó sẽ chưa thay đổi còn cái gáp này bị lấp lại nhớ cho em giai đoạn này á, là giai đoạn mà tương đối thuận lợi thời điểm thuận lợi để thị trường vượt đỉnh và gáp này là cái gáp thể hiện sức mạnh nếu như nó bị lấp lại đồng nghĩa với việc là bây giờ cung ở trên nó quá dày đi cái cung ở cái ngưỡng qua nghìn hai trăm đến nghìn ba nó cực kỳ lớn thì khi đó chưa vượt được mà nó phải tiếp tục nó quay về là cái vùng quay này nó quay về lại cái vùng sideways để nó đi ngang tiếp cho đến khi nào mà nó thực sự nó hấp thụ được hết cái lượng cung ở trên này thì nó mới vượt được và mình sẽ có cái chốt chặn để quyết định thị trường giữ được sideways hay cần những nhịp rũ mạnh hơn. Đó chính là ở cái ngưỡng qua 1240. Đó bây giờ nó sẽ có hai cái mốc hỗ trợ quan trọng mọi người theo dõi. Thứ nhất là cái gác này, cái gác mở ra vào phiên ngày 25 tháng 9. Gác này cần được neo giữ thì khi đó cái kỳ vọng thị trường vượt đỉnh ở đợt này vẫn sẽ được vẫn sẽ không có sự thay đổi. Còn nếu như gác này bị lấp lại, cho thấy là cung ở trên vẫn rất là dài cầu chưa chấp nhận mua lên thì nó sẽ tiếp tục xoay quay với cái hỗ trợ chốt chặn gọi là ở cái ngưỡng qua 1240 đã đơn giản như vậy thôi là về cái vận động của chỉ số chung còn tất nhiên cái nhóm mà mình kỳ vọng dẫn dắt ở giai đoạn này vẫn là nhóm ngân hàng vẫn là nhóm ngân hàng nha mọi người chưa có gì thay đổi và nhóm ngân hàng nó đang ngày một mạnh lên đấy nó đang rất là mạnh nó thể hiện sức mạnh giá cực kỳ tốt những cái con tăng trước ví dụ như con CTG ví dụ như con ACB thì nó đang chững lại nhẹ nhưng mọi người để ý đi nó không có tạo điểm mua giá rẻ nó không cho nhà tư cơ hội mua giá thấp muốn mua thì phải chấp nhận mua giá cao hơn cái cây brack đó nó vẫn đang neo giá và liên tục có những cái cổ phiếu khác nổi lên như là tv bank như là msb nè mọi người thấy không là vb bank nè hd bank nè nó liên tục có những cái cổ phiếu lần lượt đi lên thì sức mạnh của nhóm ngân hàng nó vẫn còn ở đó và nhóm ngân hàng là nhóm mà mình kỳ vọng sẽ có vai trò dẫn dắt nên khi mà nhóm ngân hàng nó vẫn mạnh thì mọi người cũng đâu có lý do gì mà sợ hãi, đâu có lý do gì mà e ngại đâu. Nên trong cái hạn mọi người vẫn có thể yên tâm về xuống thị trường. Nói một cách gọi là dễ hiểu hơn thì thực ra mọi người nhìn đi. Cái khung đồ thị một giờ mình đang ở trong nhịp số 1 mà. Đây mình đang ở trong nhịp tăng số 1 thì cho dù nha nó có bị chốt xuống thì nó vẫn sẽ còn những cái nỗ lực quay về test đỉnh nữa. À, nên mọi người sẽ không cần phải quá lo ngại trong những cái đợt điều chỉnh đầu tiên ha à, Và nhớ cho em khi mà nhóm cổ phiếu mình kỳ vọng dẫn dắt nó bứt phá được thì nó có thể nó sẽ kéo được dòng tiền vào rồi giai đoạn phía sau nó lan tỏa ra những nhóm ngành khác và nó tạo được sóng cho toàn thị trường muốn tạo sóng thì phải có nhóm dẫn dắt để làm gì để kích tiền bên ngoài vào để giúp cho nhà tư có niềm tin thì ngân hàng nó quy mô vốn hóa nó lớn nhất thị trường rồi nên không lo về vốn hóa còn độ đồng thuận thì bây giờ đồng thuận đang rất là cao nha nó chỉ có một vài con riêng lẻ ví dụ con shb hoặc là con ocb là những cái mã cổ phiếu mà xu hướng của nó hơi kém nhưng mà phiên ngày hôm nay nó cũng có sự bật lại nó đang muốn bẻ gãy xu hướng đó nên cái sự đồng thuận của nhóm ngân hàng đang rất là cao nên mình vẫn kỳ vọng nhóm ngân hàng là nhóm sẽ dẫn dắt và em có nói cho mọi người nè khi nhóm dẫn dắt bứt phá nó sẽ kéo tiền vào và nó lan tỏa tạo sóng trên toàn thị trường ngược lại nếu như nhóm dẫn dắt thất bại nhóm dẫn dắt nó fail thì nó sẽ gây hiệu ứng tâm lý rất tiêu cực nên đó là lý do vì sao mà giai đoạn này mình cần phải theo sát cái ngành ngân hàng mình cần phải theo dõi kỹ để xem tựa ngành ngân hàng nó kém hay không à, ví dụ như ngày hôm nay một số anh chị hỏi em là à tiền nó chỉ tập trung vào nhóm ngân hàng thì liệu có tiêu cực không em không có tiêu cực tại vì đơn giản bây giờ ngân hàng đang là nhóm phải làm được vai trò dẫn dắt thì đầu tiên tiền nó sẽ đổ vào ngân hàng đã nó sẽ tạo cho ngân hàng một cái thế lên rồi sau khi ngân hàng nó có thế lên bắt đầu nó sẽ luân chuyển sang những nhóm ngành khác và nó mới tạo sóng được chứ còn bây giờ ngân hàng đang là cái sự kỳ vọng rất là lớn mà nếu như ngân hàng nó bị gãy nha thì lúc đó nhà tôi họ sẽ không còn kỳ vọng vào đà tăng của thị trường nữa có thể là dẫn đến những cái áp lực bán rất mạnh vì chỉ số cũng đã điểm cỡ 1.300 rồi à nên mình sẽ theo sát ngành ngân hàng và em có đưa cho mọi người cái mốc đó. cái mốc mà xác định là nhóm ngân hàng nó sẽ thất bại ở đợt này đó chính là cái mốc thấp nhất của cây Pratt, nó sẽ là cái chốt chặn quyết định là ngân hàng nó trác hay nó thực sự sẽ vào sóng, ví dụ ACB là cái con đầu tiên vượt đỉnh trong dòng ngân hàng, thì cái chốt chặn của ACB ở đâu? là ở ngưỡng 25 ACB, ACB là con đầu tiên vượt lên thì chỉ cần ACB mà nó vẫn giữ được trên 25 thì dòng ngân hàng vẫn sẽ có sóng. Ngân, ngân hàng có sóng rồi đấy, nó có sóng nha, ngân hàng đang có sóng. Có điều là nó nó chưa thực sự là làm được cái vai trò dẫn dắt thị trường. Tại vì dòng tiền nó vẫn còn đang hơi lung lung phiên thôi, chứ còn ngân hàng đã có sóng rồi. Thì chỉ cần mà có ACB nó vẫn giữ được trên 25 thì kỳ vọng của dòng ngân hàng mình sẽ chưa thay đổi. Tương tự như là CTG mình sẽ có cái chốt chặn ở ngưỡng giá quanh 35 nè. À, hoặc là ví dụ như con STB nổi lên rồi thì mình sẽ có cái chốt chặn quanh tầm 31 nè, Đấy là ví dụ như ngày hôm nay mình có ai mình có TV băng nổ lên nè. Thì trong cái hạn thì ngay lập tức mình sẽ thiết lập được một cái chốt chặn là ở ngưỡng giá quanh 15.5. Đó thì mình cứ follow cái chốt chặn đó thôi. Chỉ cần nó không vi phạm thì cái kỳ vọng về nhóm ngân hàng nó sẽ chưa thay đổi và tức là thị trường mình nó vẫn sẽ có khả năng tạo sóng. Còn mọi người hỏi em thêm là à sau nhóm ngân hàng thì có nhóm nào có triển vọng sẽ gọi là tạo sóng dẫn dắt hay không á thì hiện tại em vẫn chưa thấy nha. Em vẫn chưa thấy là sau ngân hàng sẽ có nhóm nào tiếp tục dẫn dắt được có thể là mọi người kỳ vọng vào nhóm chứng khoán nhưng một điều rất là rõ ràng là nhóm chứng khoán nó chưa có sự đồng thuận form lên. Về quy mô vốn hóa thì nhóm nhóm chứng khoán nó đủ điều kiện nhưng mà cái sự đồng thuận trong dòng thì nó không có. Nó sẽ có một vài con riêng lẻ có sóng riêng, ví dụ như HCM. HCM thì cho đến phiên ngày hôm nay nó vẫn giữ được cái cây ngày 18 tháng 9, tức là nó vẫn sẽ có kỳ vọng vào sóng và nó đang thiếu một cái phiên xác nhận thứ hai thôi. Nó đã có một cây nổ lên tích lũy và nó chỉ thiếu một phiên xác nhận thứ hai hoặc là MBS đây là hai mã cổ phiếu mà coi xem như là có thể là kỳ vọng tạo sóng riêng lẻ trong dòng chứng khoán. Và MBS này nổ vượt nền nè, cây vôn rất là đột biến nè. Đó, một cây vol xác nhận thì chỉ cần mà con MBS nó vẫn giữ được trên giá 29.5 thì nó vẫn sẽ có khả năng tạo sóng riêng của nó. Còn đối với nhóm chứng khoán thì nhiều con cái xu hướng nó là xu hướng giảm mà những con này là những con lớn nha, ví dụ SSS nè, ví dụ VND nè. Đó, thì cái khả năng mà dòng chứng khoán tạo sóng và trở thành ngành dẫn dắt thì nó không cao, nhưng mà tăng riêng lẻ thì có. Nhóm chứng khoán tăng được vẫn có nha. Vì sao? Vì nhóm chứng khoán là nhóm có độ nhảy lớn nhất trên thị trường. Thị trường mà tăng được á, thì không thể nào thiếu phần chứng khoán đâu. Không thể nào thiếu phần chứng khoán được. Vì vốn hóa, vì thanh khoản, vì cái danh mục tự doanh của chứng khoán là nó tác động tương quan trực tiếp với thị trường luôn. Thị trường lên thì nó sẽ lên thôi, nó sẽ lên được. Nhưng mà mọi người phân biệt cho em cổ phiếu tăng và cổ phiếu tạo sóng nó khác nhau hoàn toàn. Nhóm ngành tạo sóng nó khác nhau hoàn toàn. Để tránh cái việc mà ví dụ nha, khi một ngành tạo sóng á thì thường mọi người mua cổ phiếu nào cũng có ăn cả mọi người mua cổ phiếu nào cũng có ăn nhưng một ngành nó không tạo sóng thì nó hoàn toàn có thể chỉ kéo vài con và có một số mã nó không tăng được Đã nên phân biệt cho em nha thì hiện tại vẫn tập trung chính vào ngân hàng cho khả năng nhận dắt thôi và một số cổ phiếu riêng lẻ dòng chứng khoán ví dụ như hcm ví dụ như là mbs chứ còn em chưa thấy ngành nào cả bất động sản thì form là form dưới thép cũng là form dưới chưa được đâu rồi đó là về thị trường cũng như là một số điểm lưu ý sau phiên ngày hôm nay nói chung cái nến ngày hôm nay không đẹp nhưng mà em không đánh giá tiêu cực nó là cây nến bị chốt lời bình thường thôi à, đặc biệt là dòng tiền nó vẫn tập trung vào những con tăng khi nào mình thấy là một phiên bị chốt lời tiền tập trung vào những cái con giảm mà những cái con trụ lại lấy ra để giữ điểm số á, thì khi đó cái độ ro phân phối nó mới cạp à, đơn giản như vậy thôi ha nên à, cũng thoải mái tâm lý đi có thể ngày mai nó điều chỉnh giảm cũng bình thường luôn đừng có bị bi quan quá mức nhớ cho em cái vùng rằng co này nó hấp thụ á hai cái trạng thái hấp thụ nhớ không một là prát lên sau đó test lại volume thấp hai là chuẩn lại đi ngang hai là chuẩn lại đi ngang ở vùng chuẩn lại đi ngang chỉ cần không có giai đoạn bán lớn là được còn nếu như nha mọi người hình dung nha nó rướng lên nó rướng nó vượt lên nó 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 không đủ lực nó rướng nó cối nó vượt lên sau đó nó bị tán xuống volume lớn á thì cái kịch bản này nó nó sẽ tiêu cực nó sẽ xấu à nên bây giờ chưa đủ lực vượt thì cho nó chuẩn lại một nhịp đi không cần nôn nóng cứ từ từ nó lên thôi nó mạnh nó đủ mạnh nó sẽ lên thôi rồi à, tiếp theo sẽ đến chiến lược thì thực ra đạn này mình đã xác định với nhau rồi ngân hàng có sóng không phải là ngân hàng bây giờ tăng mình mới nói như vậy mà ở xuyên suốt trong 2 tuần vừa rồi gần như là em đều đề cập với mọi người về dòng ngân hàng thậm chí là em có luôn hai cái video là nhóm nhóm ngành có kỳ vọng lớn nè rồi nhóm cổ phiếu không nên bỏ lỡ nè rồi ngày nào cũng nói về nhóm ngân hàng cả đó thì nhóm ngân hàng là nhóm có sóng nên em có chia sẻ với mọi người là nên có phải có một cổ phiếu ngân hàng trong danh mục mình xác định được cái dòng tạo sống nha anh chị thì cái đà tăng của dòng đó nó sẽ rất là tốt đấy nên phải có một cổ phiếu trong danh mục và mình phải tập trung vào nó cơ hội đến mà sao không kiếm tiền đúng không mình phải tập trung vào nó nên cái việc giai đoạn vừa rồi em liên tục khuyến nghị cổ phiếu ngân hàng đều có lý do cả đó thì sau phiên ngày hôm nay đối với em dòng ngân hàng vẫn kỳ vọng sẽ vào sóng nhưng mà về điểm mua an toàn á, thì dòng ngân hàng gần như là không còn điểm mua an toàn gần như là không còn điểm mua an toàn tại vì ngày hôm qua mọi người có xem video không mọi người có xem video ngày hôm qua thì mọi người biết ngày hôm qua em vẫn cho mọi người mua cổ phiếu ngân hàng được top cổ phiếu phải mua mạnh như em nói rất là rõ những cái con top đầu như là ACB, STB, CTG à, hoặc là con cổ phiếu à, gì ta à, MBB những cái con top đầu này á, thì gần như nó không có điểm mua nhưng chúng ta vẫn còn những cái điểm mua ở các cổ phiếu top sau ví dụ như là TIBAN bank này nó rất là rõ và ngày hôm qua em cũng có khách hàng hỏi em mua ngân hàng thì em nói này em chia sẻ quan điểm rất là rõ ràng nha ngân hàng á bây giờ mới vào thì mình chọn những cái mã kỳ vọng sâu tức là những cái mã top sâu á chứ hàng top đầu thì nó qua để mua hết rồi thì em thấy là BIDV, VBBank, TPBank còn mua được thì chị ấy hỏi là à thứ tự ưu tiên thì như thế nào thì em nói luôn thứ tự ưu tiên là từ TPBank đến VBBank và đến BIDV thì TPBank là cái mã cổ phiếu mình ưu tiên nhất và ngày hôm nay nó đã nổ lên thì khi mà những cái mã chạy sâu nó bắt đầu nó nổ lên á thì gần như mọi người mới bắt đầu mà mọi người đua vào mua thì nó sẽ hơi bị trễ về T cộng em không nói là ngân hàng bây giờ là nó sẽ không còn khả năng tăng nữa nhưng về cái điểm mua thì mọi người lưu ý cho em để mọi người có thể kiếm được lợi nhuận tốt thì điểm mua nó rất quan trọng nó quyết định mọi người có thể nắm giữ cổ phiếu để ăn được cái sóng đó hay không còn nếu như mọi người mua ở một cái điểm mua nó trên vên quá thì nó sẽ rất dễ khiến cho anh chị bị lỗ về tê cộng và tâm lý kém sẽ rất là dễ bán ra không có được cái gì cả tốn phí thôi để nên dòng ngân hàng tạm thời là tất nhiên mọi người tiếp tục nắm hàng cho em ai đã gom ngân hàng theo khuyến nghị thì cứ yên tâm nắm đi hãy yên tâm nắm tại vì xác định nó vào sóng thì mình sẽ phải kỳ vọng cho một cái trạng thái lớn cho đến khi nào nó có những dấu hiệu nó fail cái sóng nó không tạo sóng được ví dụ như gần đây nhất thì mình sẽ theo dõi xem con acb chỉ cần acb vẫn giữ được trên 25 thì ngân hàng cái kỳ vọng của nó vẫn ở đó đấy nên đối với dòng ngân hàng thì mọi người cứ nắm đi khi nào nó có dấu hiệu fail nó có dấu hiệu yếu thì tất nhiên em sẽ cập nhật ngay yên tâm xem video em sẽ cập nhật rất là chi tiết vì em đang theo dòng ngân hàng và theo một kỳ vọng lớn hãy nắm còn nếu như ai mà thấy nó đạt kỳ vọng thì cứ chốt cho em Còn tránh cái việc là gì? Chốt xong chờ chỉnh mua lại Em không muốn mọi người có cái tư duy này ở giai đoạn này nha Chốt xong chờ chỉnh mua lại coi chừng mất hàng Rõ ràng đoạn vừa rồi ngân hàng gần như là nó không cho nhà tư cơ hội mua giá thấp Và dòng tiền đổ vào ngân hàng nó là dòng tiền lớn Thì khi dòng tiền lớn đổ vào thì không phải là 3-4% nó chốt đâu nó bỏ cả trăm tỷ cả ngàn tỷ nó đánh lại ba bốn chốt làm gì anh chị nó phải là một cái sóng còn trong trường hợp nó fail khi mà cung lớn quá thì tất nhiên nó vẫn có rủi ro đó thì mình sẽ theo dõi mình xử lý nhưng mà hiện tại nó vẫn đang rất là mạnh thì em vẫn cho mọi người nắm giữ dòng ngân hàng cho đến khi nào nó có dấu hiệu fail nên mọi người hỏi em ta gạt của cổ phiếu ngân hàng thì em nói là mọi người cứ nắm và hô theo sóng đi à khi nào nó có dấu hiệu yếu khi nào nó có dấu hiệu đó uh, uh, fail thì em sẽ báo mọi người bán chứ em không muốn mọi người chặn một cái chốt trên đầu chốt bán sau đó chờ mua lại cái tâm lý chờ chỉnh mua lại mà chỉ cần cổ phiếu nó đi ngang nó không chỉnh hoặc nó giật lên một nhịp nữa thì rất dễ đu vào và đu vào ở nhịp này là chắc chắn lỗ luôn bán xong đu lại thì thường sẽ rất là dễ lỗ nên đối với nhóm ngân hàng ai đang có hàng thì hãy nắm đi hạn chế bán chờ chỉnh mua lại tại vì cổ phiếu đang là một cái dòng có sóng và dòng có sóng thì đôi khi nó thậm chí nó rất là điên mọi người có nghĩ là văn hôm nay tăng trần không thậm chí ngày hôm qua em cứ nghị em không nghĩ là tibang hôm nay tăng trần đấy hay là con msb em cứ nghĩ mọi người sau nè đấy msb em cứ nghĩ mọi người sau thì em cũng không nghĩ là nó sẽ kéo theo kiểu là liên tục như vậy được khoảng gần tầm 8% đâu gần 8 đến 10 phần trăm một cổ phiếu ngân hàng mà 80 phần trăm nó đâu có ít đâu mọi người đó nên đôi khi dòng ngân hàng mọi người hay chê nó chậm như khi nó vào sóng mọi người thấy không nó không cho mọi người mua luôn đấy nếu chậm chân là không có mua được Để những con này ví dụ con MSB em đã khuyến nghị mọi người ở vùng giá 11.4 đúng không đây lúc ở đây nè em nói rất là rõ là con FB sau khi nó bị dao động lớn do chia cổ tức thì nó siết nền lại rất là đẹp thì mọi người có thể mua được nếu như mọi người không mua kịp stB này nọ đấy thì nắm thôi bây giờ em sẽ cho mọi người cái chốt chặn đối với dòng ngân hàng còn tạm thời điểm mua thì đối với dòng ngân hàng mọi người chờ thôi bây giờ vào sau chấp nhận phải chờ mình đến sau mà mình chờ thì um, chờ nó có gì một là nó có cái nhịp bắt test hoặc nó có một cái nhịp điều chỉnh nhẹ hoặc à, cái nhịp đi ngang một là bắt tét chỉnh nhẹ hoặc là đi ngang khi nào nó có điểm mua mà điểm mua sâu thì em sẽ cập nhật còn nếu bây giờ thích quá còn nhiều tiền quá muốn mua quá thì chiến lược là gì chiến lược là chia tỷ trọng ra chia tỷ trọng ra thăm giờ ở đây tầm khoảng là 20% phần trăm thôi để gọi là đặt vào một cái chiếc dép để đó để mình không bị lỡ còn nếu như nó có sung lắc hoặc nó có xuất hiện cái điểm mua sâu thì mình gia tăng chứ còn gần như bây giờ mọi người hỏi em cái điểm mua full dòng ngân hàng cái điểm mua mà gọi là tỷ trọng cao dòng ngân hàng cho vị thế mua mới là không có nha là không có còn mà theo kiểu là à, tham gia thị tỷ trọng nhỏ và xác định luôn là chỉnh mình gia tăng á, thì được tại vì căn bản các cổ phiếu ngân hàng nó đều ở nhịp số 1 nó đều ở nhịp số 1 và khi cổ phiếu ở nhịp số 1 thì mình nhớ cái gì nếu như nó có bị chỉnh xuống á, thì nó vẫn sẽ còn một cái nỗ lực quay về test đỉnh thì ví dụ mình có mua cao ở đây nhưng mà mình mua với tỷ trọng rất là nhỏ tầm 20% phần trăm thì khi nó chỉnh xuống mình biết được à đây là cái điểm gia tăng mình mua vào thì nó bật là test đỉnh nếu như nó khỏe thì nó vượt đỉnh nó tạo nó nó, nó đi lên mạnh tiếp á, thì mình vẫn sẽ có được một cái vị thế mua đủ an toàn đó là cái chiến lược cho dòng ngân hàng ở giai đoạn này nha. Rồi ví dụ như con MSB thì sau phiên ngày hôm nay thì mình sẽ có cái chặn ở đâu? Mình sẽ có cái chặn ở mức giá là quanh 11.8 đến tầm 12. à MBB thì mình sẽ có cái chặn ở đâu mọi người? Mình sẽ có chặn đối với con này là ở vùng giá tầm 24.5. Đây vùng này là vùng hỗ trợ mạnh này. À, nếu như thực ra con MBB á so về cái xung lực thì nó không bằng những con khác, nhưng mà cái form MBB là cái form rất đẹp nha. Nó chỉ cần thiếu một cái phiên xác nhận mà theo kiểu bùng nổ thanh khoản vào và cái biên độ giá thôi còn hiện tại thì ví dụ phiên ngày hôm nay nó không tăng mọi người hỏi em là bên nó có kém không em nó vẫn rất mạnh mọi người nó vừa vượt đỉnh mà đó hoặc là ví dụ đối với ctg thì chặn cho em ở vùng giá quanh 35 thực ra nha mọi người để ý này con ctg á nó là cái con đầu tiên nổi lên của dòng ngân hàng chỉ cần ctg nó xác nhận một phiên nữa thì lúc đó bắt đầu tiền lại phô mô vào dòng ngân hàng đấy ngân hàng gần đây tiền cực kỳ nhiều bắt đầu nhỏ lẻ mới chú ý là dòng ngân hàng đó. nó là cái sẽ là cái dòng tiền đại giá cho nhóm này Ờ, rồi cổ phiếu um, MSB 12 rồi ha TB Bank nè Quanh tầm 15.5 Cược cây này Phủ nhận cây này thì ra Nói chung là mọi người mua với là mọi người đang có lãi tầm 7% Nó là một cái biên độ để mọi người kỳ vọng cho nó vào sống Tại vì con này nó có một cái nền tảng đủ dài à, Con TP này nó có một cái nền tảng đủ dài Để một cái nguyên nhân đủ lớn Để nó tạo ra một cái kết quả tăng giá đủ dài Đó thì Những con này rất là đẹp ha Nắm hàng đi còn tạm thời mua mới trong ngân hàng thì phiên ngày hôm nay em sau phiên ngày hôm nay em không khuyến nghị nữa nha. Khi nào có điểm em sẽ cập nhật tiếp. Mua phải có điểm và mọi người phải bắt đúng cơ hội. Còn khi cơ hội qua thì mọi người phải chấp nhận mọi người chờ thôi. Thì đơn giản là mọi người đến sau. VAB thì trước mắt kỳ vọng về tầm 20 và nếu như nó về tầm 20 nó không có bị dao động bán lớn mọi người cứ giữ đi. À, con này thì để mà tăng một nhịp mà vượt đỉnh luôn thì khó nha. Theo kiểu thế này thì khó. Nhưng mà nếu như nó về là tầm quanh 20 nó chuẩn là một nhịp kèm thanh khoản thấp thì giai đoạn phía sau nó có thể nổ tiếp đấy. <laughs> TCB thì em không có kỳ vọng quá nhiều ha Em nói rất là rõ luôn thì TCB và con LBB là hai cổ phiếu trước đó là có cái vùng phân phối ngắn nó có dao động rồi thì nhịp này kỳ vọng về đỉnh thôi chứ chưa kỳ vọng lớn hơn còn OCB SHB thì em nói luôn là cái xu hướng đó là xu hướng giảm nên em chưa kỳ vọng sống gì cả tất nhiên nó vẫn sẽ tăng theo dòng ngân hàng ví dụ phiên ngày hôm nay nó vẫn tăng đấy nhưng mà kỳ vọng của nó trước mắt nó phải xử nó phải xử lý cái nền đã nó quay về nền ví dụ nó quay về nền giả sử con SHB nó quay về lại trên 11 và nó tạo một cái vùng thanh khoản kịp vol trở lại á, thì đảng sau mới kỳ vọng được có nhịp tăng đầu tiên mà nó chưa thể đi sai được đâu OCB tương tự ngày hôm nay cũng có cái trạng thái chủ động quay về lại cái nền giá của nó này nó quay về lại tầm 12 thì nếu như đảng phía sau nó tích lũy kịp thanh khoản trở lại á, thì mọi người mới có thể là có kỳ vọng lớn hơn Ê, còn thực ra khi ngày hôm nay nổ từ dưới nổ lên như vậy nó là điểm chốt đấy nó là điểm chốt à, rồi ACB thì 25 nè rồi đó đó là về dòng cổ phiếu ngân hàng ha BIDV BIDV thì ngày hôm nay cũng tăng à, trước mắt thì kỳ vọng ngắn của cổ phiếu sẽ về là tầm khoảng 51x cho đến tầm 52 quanh đây rồi đấy là về dòng ngân hàng dòng chứng khoán à, à mọi người hãy là bây giờ không mua được dòng ngân hàng thì mình tham gia những dòng khác được không thì đầu tiên mọi người xác định nha dòng ngân hàng đang là dòng kỳ vọng dẫn dắt tức là dòng mạnh nhất phải có một cổ phiếu trong danh mục nhưng mà không phải là tập trung hoàn toàn 100% danh mục vào ngân hàng nó vẫn sẽ có một tỷ trọng cân đối có thể là danh mục mọi người dành 40 đến 60% cho ngân hàng còn phần còn lại thì mình vẫn có thể lướt ngắn đối với các cổ phiếu khi nó có điểm mua tại vì dòng tiền cho đến thời điểm hiện tại nó vẫn đang mang tính luân chuyển phân hóa luân chuyển à, tức là những cái mã cổ phiếu nếu như nó có điểm mua thực ra mọi người vẫn mua được nhưng mà phải mua đúng điểm nha chứ còn cổ phiếu nó đang xoay quay à, cổ phiếu cái xu hướng của nó đang là xoay quay đi mà mọi người chọn mọi người mua ngay bên trên nó không có lãi đâu nó à đang sai quay mua bên dưới bán biên trên mà chọn mua ngay biên trên là không có lãi đâu nên vẫn tham gia được đối với những nhóm ngành khác nhưng mà phải tham gia ở đúng điểm đối với dòng chứng khoán á, thì em vẫn đánh giá là có con VDS nha con VDS thì em đánh giá cái gác ngày hôm qua rất là cao đa phần các cổ phiếu chứng khoán ngày hôm qua đều bị chốt ngược tạm một cái đu nến trên dài nhưng mà riêng con VDS này nỗ lực giữ giá thậm chí ngày hôm nay dòng rung lắc nhưng mà nó vẫn giữ thế này thì cái khả năng mà con VDS sau khi nó vượt cản chéo nó vượt được đỉnh 22.5 rất là cao và kỳ vọng một cổ phiếu sẽ tiến về vùng giá quan tâm 24 đó, còn những cái con khác như là CTS nè, như là FTS này à, hoặc là như là cổ phiếu um, SSI này. nói chung là những cái mã cổ à không SSI cũng được. Những cái con mà ngày hôm qua có đu đến trên dài á, đều có FTS nè, CTS nè. rồi cổ phiếu AGR nè. Đó những con mà ngày hôm qua có đu đến dài thì nó sẽ cần test nhẹ một nhịp lại. Mọi người chú ý cho em. Nó test lại hỗ trợ thì mọi người mới mua được. Còn hiện tại thì đã đang lưng chừng Đối với nhóm này thì tạm thời em có sự chú ý cho con VDS thôi Còn những cái cổ phiếu khác thì chờ một tí Chờ một tí tại vì volume ngày hôm nay ví dụ con CDS nó vẫn đang hơi cao nha Nó vẫn đang hơi cao nên có thể nó sẽ nhúng về lại tầm giá quanh 39 x Mọi người canh quanh đây, nếu volume thấp thì mọi người vào Nó sẽ có cái, cái ngưỡng chặn là ở mức giá 38 à, Rồi, nhóm ngành chứng khoán ha rồi nhóm hôm qua em nói nhóm bán lẻ thì mình có DigiWorld DigiWorld ngày hôm nay nhìn cái nến này không đẹp đâu Mà nhìn volume đi Chả có volume bán bao nhiêu cả cuối ngày nó bị hiểu ứng thị trường thôi thì con này cái form nó vẫn là form nâng đáy nâng đỉnh rất là tốt nha nâng đáy cao lên nâng đỉnh cao lên thì em vẫn kỳ vọng khá là nhiều cho nhóm ngành bán lẻ giai đoạn cuối năm thì đi này, nè mở lưu thì cân nhắc lại được rồi đấy đối với trường hợp của mwg nếu như mà nó tích lũy ngắn một nhịp lại quan tâm 6768 bảy thì em nghĩ mọi người có thể cân nhắc được cho con mở lưu nên nó lại đi masan cũng được nè masan cũng được nè masan thì nó đang quan điểm mua đấy Masan thì nó đang quanh trend line này, cái trend này đủ mạnh để giúp cho cổ phiếu có thể bật lại. Nhưng mà trước mắt Masan thì kỳ vọng ngắn thôi, kỳ vọng về tầm 80 đã. Còn mà để bứt phá mạnh hơn thì từ từ, tại vì đơn giản là dao động thanh khoản nó còn hơi lớn. nên giả sử mọi người thích một cổ phiếu trụ thì Masan nó vẫn là cái sự lựa chọn ổn ở giai đoạn này anh chị ạ. À. À, rồi dầu hôm nay bé sờ nổ bé sờ thì là cái cổ phiếu dòng dầu mà em đánh giá cao nhất mọi người nhớ đây đang phân tích rất là kỹ rủ nền bật lại tích lũy nè thì ngày hôm nay nổ lên có điều đóng đến không đẹp Đóng nến ngày hôm nay phải đóng trên 25 thì nó mới dứt khoát hơn Mà Ngày hôm nay đóng nến không dứt khoát thì tạm thời sau phiên ngày hôm nay không mua BSR nữa nha Tạm thời sau phiên ngày hôm nay không mua BSR nữa Ai mua trước đó thì vẫn nắm cho em Con này thì nhóm khách hàng của em gom giá trung bình là quanh tầm 2225 Thì đang có lợi nhuận khoảng tầm 11% Mọi người muốn mua nhịp sau không BSR thì chờ cho em biết nhất phiên T2 hạn về nếu như T2 hàng về mà nó vẫn giữ được giá quanh 28 24.8 đến 25 á, nó tích lũy ngắn qua đây một nhịp á thì khi đó mọi người mua nó sẽ ok hơn. Nó sẽ ok hơn cho anh chị. À, rồi còn BVD thì BVD khả năng sẽ có hồi nhưng mà hồi này là hồi hồi trong xu hướng giảm chứ không phải là hồi tạo sóng nha. Con này chưa có tạo sóng được nó phải tích lũy lại. À, cái cạn ngắn của nó sẽ là quanh tầm giá 28.5 29 thì khả năng con BVD nó sẽ có được một cái nhịp hồi về đây. Một nhịp hồi về đây. Còn BVS thì phải tích lũy lại tại vì cái phiên ngày hôm hai uh, ngày hôm 20 tháng 9 thì nổ thất bại dẫn đến kẹp hàng thì nó phải tích lũy lại ngắn quanh đây chỉ cần nó giữ được trên 40 thì em thấy nó vẫn ổn có điều tạm thời mua thì em chưa đánh giá cao lắm cho cái việc mua BVS mà mình phải chờ một tí mình phải theo dõi thêm ha nhóm bất động sản thì đối với Nam Long à, Nam Long thì nắm hàng vẫn kỳ vọng ngắn là về tầm 44 được KDH như em nói rồi cái cây này thì hơi khó để vượt nếu như KDH mà đạn này nó giữ giá nó tích lũy được trên 39 thì sẽ ok hơn thì theo dõi thôi có hàng thì vẫn nắm được với cái chặn của con này chỉ cần nó giữ được trên 38 là được sau phiên ngày hôm qua thì nó phải giữ được trên 38 nha còn nếu như quay về dưới 38 thì sẽ có một nhịp bắt về lại tầm 36 đấy DSG DSG thì kỳ vọng ngắn là sẽ về được quanh 17 nè rồi DG quanh 24 nè những con này thì vẫn sẽ có hồi được ngắn nha vẫn có thể thiết bị được đà hồi nè BDR này sẽ về được tầm giá quanh 24 nè CO thì kỳ vọng là biên quanh tầm 15 đến tầm 17 tối là nó vẫn còn dư địa tăng về tầm giá 17 à, rồi dòng bất động sản dòng thép thì nói chung là sai quay thôi thép thì sai quay nếu như mà người đánh ngắn thì bên trên là vùng bán nha nếu đánh ngắn thì ví dụ con hai sen quanh 21 năm nè Hà Phát là quanh tầm giá 26527 nè Nam Kim là tầm giá là quanh 22.5 nè đó là view đánh ngắn còn view dài thực ra em vẫn kỳ vọng cho dòng thép cho cái triển vọng hồi phục cuối năm nhưng mà phải chấp nhận chờ thôi tại vì vùng này nó sai quay và tất nhiên cái sức mạnh giá của nó so với những nhóm những cái nhóm ngành khác nó không bằng nên sẽ tùy vào mục tiêu của mọi người mọi người cân nhắc ha còn tất nhiên đánh ngắn thì em sẽ không có kỳ vọng cho thép nhiều đâu còn view trung và dài hạn thì vùng này có thể gom dần khoảng 20 30 gom dần để đó được rồi rồi đó là một số chia sẻ của em về thị trường qua phiên ngày hôm nay cũng như là một số cái nhóm ngành quan trọng à em bổ sung một tí những cái nhóm mít cáp thì như thủy sản hoặc là cảng biển nó sẽ có hồi ngắn được nha nên mọi người thích lướt ngắn thì cũng lướt được nhưng mà lướt ngắn thôi ví dụ như đối với con anv thì mọi người kỳ vọng nó về tầm giá quanh ba mươi lăm nè hoặc là ví dụ như dòng cảng biển đi dòng cảng biển hôm nay vẫn tăng nè Đấy còn HAH thì về tầm 42 nè Nhưng mà cái nhịp này là nhịp kỳ vọng ngắn thôi Chứ chưa có kỳ vọng lớn được đâu à, Đầu tư công này HHV HV thì biên xa quay của nó là qua 11.5 đến tầm 12.5 Thì như em có nói qua 12.5 là bán Khi nào nó tích lũy lại quanh đây thì cân nhắc LCG thì có kỳ vọng về tầm 11.6 ha Đó thì mọi người cứ cân nhắc về cái hướng lựa chọn cổ phiếu nha à, nếu như anh chị thấy video hữu ích thì có thể tặng tặng cho em một like, đăng ký kênh, subscribe kênh để ủng hộ em ha chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ một phiên giao dịch ngày mai thành công thuận lợi xin chào và hẹp lại anh chị ạ à.